Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là buổi chiều ngày 17 tháng 5 năm 2022. Và Dung Dâu lại tiếp tục lên video báo máy cho các bạn. Đầu tiên này, một con Sumati cho một bác ở Mê Linh Hà Nội này. Tiếp theo Sumati tiếp này, Đống Đa Hà Nội này, Phan Tông Trấn Yên Yên Bái này, Hukan HK250 này, Huế này, Thừa Thiên Huế này. Tiếp một con Hukan 250 nữa, Nari Bắc Cạn này. Một em cao áp 30S, Anovi 30S cho một bác ở Cà Mau Đầm Rơi này. Con này là bác ấy lấy máy và lấy thêm gần 100m dây cao áp nữa. Tiếp theo là một bộ dây đai, dây cô loa. Bộ này không biết là lên cho khách nào không nhở? Bộ này khách ở đâu nhở? Chưa có vận đơn đúng không? Thì dám vận đơn được này. Và đặc biệt ngày hôm nay đang cho đệ khui thùng lắp con 7,5 kg. Con này tí lắp xong là tí chuyển cho khách luôn này. Ở Thanh Thủy, Phú Thọ này, 3.600 PSI PSI 7,5 kg nhá, 17 lít trong phút. Và con này của nó tua chậm 1.450 vòng phút, 7,5 kg. Quá khủng luôn. Cái này phải lấy cái con dao. Em lấy con dao rạch hẳn cái thùng á. Các bạn mà có nhu cầu về các cái dòng máy rửa xe xách tay, hoặc là các cái dòng cao áp, hoặc các cái dòng máy chạy dây đai dây cô loa, thì liên hệ với Dung Dâu qua số điện thoại là 0967123336 hoặc là 0855777555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.